Mấy hôm nay con đi đâu mà không nói cho bác hai biết vậy? Bác hai lo cho con lắm đó. Con có chuyện muốn hỏi bác hai. Mong là bác hai đừng có giấu giếm cái gì hết. Con muốn biết tất cả sự thật có được không? Được rồi, con muốn biết cái gì bác hai cũng sẽ nói cho con biết hết. Nhưng mà trước hết con ăn cái gì nghe? Nhìn con hốc hác quá kìa. Con đuối không có nổi đâu, bác hai đừng có mất công. Đợi bác hai nha, bác hai xuống dưới nấu cho con ăn. Chậm. Chậm. Con muốn biết sự thật về cái kẹp này. Tại sao con lại muốn biết về cái kẹp này? Bác hai từng nói với con, cái kẹp này là của người con gái trong lòng bác hai. Bác hai nói đi, người trong lòng bác hai là ai? Người con gái đó là ai? Có phải là má con không? Bác hai nói đi. Bác hai đừng có lừa gạt con nữa, con được không bác hai? Bác hai nói đi, tại sao bác hai không nói được? Bác hai nói đi. Đó, cái kẹp tóc này nó có liên quan tới má con, nhưng má con chưa bao giờ nhìn thấy nó, vì đó là món quà. Nó là món quà mà má chưa bao giờ trao đến tận tay má con. Nhưng mà sau đó đó, nó xảy ra rất là nhiều chuyện. Nhưng mà điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa chậm à. Miệng bác hai nói thì nó không còn quan trọng nữa, nhưng hành động của bác hai thì phủ nhận tất cả. Không lẽ đúng như những người ta nói, bác hai và má con, bác hai và má con có gian tình với nhau đúng không? Chậm. Con nói cái gì vậy? Bác hai nói đi, tình cảm của ba con với bác hai là gì? Mối quan hệ của bác hai với ba con là gì? Bác nói đi, tại sao bác hai không nói được? Tình cảm của bác hai với ba con là gì? Không phải là bác hai không muốn nói, nhưng mà thực sự bác hai không biết mở lời như thế nào. Nhưng mà chấm à, bác hai không bao giờ muốn con hiểu lầm bác, và bác hai cũng không bao giờ muốn lừa dối con. Bác hai chưa bao giờ lừa dối con. Bác hai chưa bao giờ lừa dối con hết. Thế vậy bao nhiêu năm qua thì sao? Bác hai lừa dối con bao nhiêu năm qua? Uổng công con luôn luôn tin tưởng bác hai, coi bác hai là người thân duy nhất trong đời của mình. Chấm, con hiểu lòng bác rồi. Chấm ơi, nghe bác giải thích đi chấm. Chấm, nghe bác giải thích đã. Chấm. Chậm ơi! Chậm! 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 Chậm ơi! Tiếng đàn là tiếng đàn. Đàn ơi hát câu chung tình. Tiếng đàn cất lên câu này. Chậm! Thương lòng tôi phần kia. Chậm ơi! Mọi chuyện không có như con nghĩ đâu. Chẳng biết to cùng ai, buồn thương nhớ mong đêm dài. Biết rằng người đã phụ tôi, nhưng lòng tôi vẫn chẳng hề phai. Ở đây là đâu à? À, đây là cái miếu ông Ba nè, người ta hay gọi là cái miếu quan khóc, đúng rồi, đúng là cái miếu quan khóc. Chồng giết vợ, vợ giết chồng, bạn bè giết nhau, con giết cha. Con giết cha thì chưa có, nhưng mà sau này biết đâu chừng.
Chào bạn Hương. Hôm nay tao ra nhậu với mày nha. Ba Thành, mày đừng có giận tao nha Ba Thành. Tao không phải là người sống bất nghĩa đâu. Tao không có phải là người tan tận lương tâm đâu. Tao làm như vậy là bị bắt buộc. Tao nói thiệt. Ba Hạp, mày không phải là con người. Mày sống tan tận lương tâm rồi. Mày chết đi. Mày chết đi. Ba Thành, mày đừng có giận tao nha. Tao hứa là tao để dành tiền. Tao nhịn ăn. Tao vô đây tao cúng mày. Tao nhậu chung với mày để mày khỏi bị cô đơn. Mày hứa với tao là mày đừng có về gặp tao nữa nghe Ba Thành. Tao xin mày luôn.